Xin chào tất cả mọi người. Bên cạnh tôi đây là một chiếc Toyota Hilux bản 2021 đạt đầy đủ của Toyota. Thì qua auto đồ nâng cấp một thành cao cấp từ DBS biển. Bên cạnh tôi đây là một chiếc Bentley quyền lực đến từ DBS từ biển. Đất nước các bạn biết đến là chuyên người nghệ nhân thủ công ngành nghề như là làm bằng tay đến với các hãng đồ hồ. Chiếc loa này cũng thế. Chiếc loa này là bộ loa Scandinavia 2 thuộc phân khúc Scandinavia cao cấp nhất của DLS. Bộ loa này được đặc biệt quan tâm bởi các kỹ sư cho vào phòng thí nghiệm và tinh chỉnh mà nghe thử sao cho chọn ra được bộ loa hay nhất. Thì trên toàn thế giới DLS chỉ sản xuất ra số lượng có hạn vài chục bộ. Thì trong chiếc loa này có những gì tôi cùng các bạn xem. Đây, đầu tiên là loa chép. Bộ loa chép này có mã là Scandinavia 30, mà loa được làm bằng lụa dệt thủ công bởi các kỹ sư lành nghề của DLS. Còn loa thì làm bằng nhôm cho độ chắc chắn và độ bền cực cao. Đây là chiếc loa chép Scania gần 30. Tiếp theo là loa mic bass. Thì loa mic bass đã được lắp lên cánh cửa trước của xe. Thì một lát nữa tôi sẽ cho các bạn được xem chi tiết hơn. Tiếp theo là bộ phân tần. Đây các bạn có thể thấy đây, phân tần rất là to luôn, vẫn được đặt nguyên trong túi lông để bảo vệ. Thì chiếc xe cấu hình âm thanh trên chiếc xe này sẽ không dùng đến cái bộ phân tần này, vì đã có âm đi tiểu biến đi đăng chỉnh riêng cho loa mic bass và loa chép. Và các bạn theo tôi. Vâng, đây mọi người có thể thấy đây là chiếc loa mic bass của bộ Scandinavia 2 có mã là Scandinavia 165. Màng loa thì được làm bằng sợi thủy tinh kết hợp với vòm cao su lon cho một chất âm cực kỳ tốt và độ bền cực kỳ cao. Nói chung là chiếc loa này cho âm trung và âm bass thì là cực kỳ chi tiết và trung thực, cho người nghe một cảm giác gần gũi với âm thanh tự nhiên nhất. Tiếp theo đó là chiếc loa chép thì cũng vừa kịp lúc anh kỹ thuật là cả ốp cả loa chép sẽ được đặt ở tại vị trí ốp gương. Thì chiếc ốp gương này cũng đã phải độ lại với đế để phù hợp với cả chiếc loa chép này. Đấy. Và tiếp theo đó là loa cánh cửa sau. Thì cánh cửa sau sẽ dùng loa đồng trục của Focal với mã là EC165K. Đặc điểm của chiếc loa này là loa mic bass và loa chép sẽ cùng đặt trên một vị trí loa. Thì loa chép sẽ đặt ở tại trục của chiếc loa mic bass. Và màng loa của chiếc loa này sẽ được làm bằng vật liệu Kevlar kết hợp với cả sợi thủy tinh cho cả loa mic bass ở dưới và loa chép ở trên, sao cho được âm thanh được tái tạo một cách tự nhiên và chi tiết nhất. Tiếp theo là loa súp hơi. Loa súp hơi thì Autobro đã thay thế cho chiếc loa súp hơi zin của xe bằng loa của Focal với mã là P20FE. Đây các bạn thấy đây, loa đúng chỉ bằng một gang tay của mình, 200mm đấy, đúng 20, tầm 20cm thôi. Màng loa được làm bằng sợi lanh phủ giữa hai lớp sợi thủy tinh kết hợp với cả nam châm kép giúp cho âm bass và âm trầm đánh xuống cực sâu và tự nhiên. Để kéo được chiếc loa súp hơi này thì phải sử dụng đến một chiếc âm ly. Đây các bạn thấy, đây là chiếc âm ly của DLS với mã là P10, âm ly mono đấy các bạn ạ, để dành riêng cho chiếc loa súp hơi. Tiếp theo bên ghế lái thì có đặt một chiếc âm ly. Đây tôi sẽ cho các bạn xem. Đây. Một chiếc âm ly 8 kênh của Helix có mã là VSDSB MK2. Âm ly đến từ miền đất của Đức cho công suất toàn cấu hình âm thanh này để đảm bảo cho cấu hình âm thanh toàn bộ loa cánh cửa xe hay nhất thì sẽ phải sử dụng đến chiếc âm ly này. Đây anh em có thể thấy đây, toàn bộ cầu chì này được
thi công gia cố rất là đẹp đẽ luôn. Đấy. Ok. Mọi người có nhu cầu độ âm thanh này, độ nội ngoại thất cho xe thì liên hệ tới Autobro để được tư vấn và lắp đặt sớm nhất. Chào mọi người.